Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì chúng em xin tiếp tục lại lên sóng cho các bác. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2023 thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cơ xích tiếp. Hàng là hàng chuẩn Nhật bãi các bác nhá. Hôm nay là lô đánh dấu ký tự là lô chữ B. Từ B1 này ạ cho tới B10 kia các bác nhá. Đánh dấu đấy ạ, 1B1, B2, B3, B4, B5 có tới B10. Đó, từng con một, các bác nào mà ưng ý trong lô máy ngày hôm nay, các bác ưng ý con nào thì khi các bác đặt hàng, các bác đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đi ghi ở trên này nhá. Ví dụ là các bác ưng ý con này thì các bác đọc cho em, đây là con B2 này và giá tiền của nó đây. Đấy, thì các bác đọc cho em cái mã này để đặt hàng các bác nhé. Và các bác nào mà ưng ý con nào rồi ạ thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, số điện thoại đã để trên màn hình rồi. Các bác đọc cho em cái mã là chốt cho anh con B này là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn lựa con gì và đóng hàng gửi đi cho các bác nhé. Đấy, hôm nay là ngày 20 tháng 3 thì cửa hàng chúng em giới thiệu cho các bác lô 10 cây gồm có những thương hiệu sau đây. Một là máy Estin 170C này, rất lâu mới về hàng lại đúng không ạ? Lâu lắm rồi các bác không nhìn thấy cái dòng này đúng không? Hôm nay thì chúng em lại về được một cây Estin 170C có tích hợp chủ giật trợ lực các bác nhé. Đấy, về một cây duy nhất trong lô máy ngày hôm nay, Estin mang thương hiệu của Đức 170C ạ. B1 giá 3.400.000. Rồi con B2 là một con máy cưa Echo Curit. Đó, các bác nhìn qua phần cây lam xích của nó này, các bác nhìn xem như mới đúng không ạ? Lam là nguyên zin của nó đây các bác nhé. Đấy, con này thì tình trạng như thiếu thùng luôn, đẹp 99%, như hoa hậu luôn các bác nhá. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn rồi, lâu lâu mới có được một cây thôi. Con này giá 3.050.000 B2. Và con B3, một con máy cưa Shindaiwa 360. Đó, con này có lam theo máy là lam Latin luôn ạ. Con B2 này theo máy cũng là lam Latin luôn các bác nhá. Đó, con B3 theo máy vẫn là lam Latin, lam này cực kỳ dài luôn, chuyên để khai thác cho các bác. Giá 2.700.000. Và một con B4 cũng là một con Shindaiwa 380. Con này là 2.750.000 nhá, có tích hợp vẫn là lam Latin luôn. Máy cực kỳ VIP thương hiệu Shindaiwa, các bác ở miền Tây, có miền Tây sông nước thì các bác có thương hiệu này là cực kỳ nổi tiếng rồi. Vâng, và còn một tiếp mà một con Echo tiếp Eurid. Con này là 35cc có tích hợp chủ giật trợ lực. Đấy, 2.950.000. Lô dưới là những lô hàng cao cấp các bác nhá. Hàng để cho các bác khai thác tầm trung này hoặc là sử dụng gia đình, hàng nóng đứng cao cấp các bác nhá. Và hàng trên là những hàng sản phẩm sử dụng nhỏ nhẹ để sử dụng gia đình, hoặc các bác nào mà nhu cầu kinh phí thấp, hoặc là các bác về sử dụng ít, không có nhu cầu cắt nhiều. Đầu tiên là con B6, một con máy cưa cũng Echo Curit 2700 đời mới, thương hiệu đời mới, có tích hợp chủ giật trợ lực lò xo 2.300.000. Đó, con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đủ lại, 20 đến 25 phân đủ lại đấy ạ. Con B7, một con máy cưa Makita tiếp, chụp giật trợ lực MEA333 2.200.000. Vâng, và con này cũng là MEA333, hai con như một các bác nhá. Tình trạng đẹp cực kỳ giống nhau, các bác lựa con nào cũng được, con nào cũng cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Hai con máy đẹp như nhau luôn, giá vẫn vậy 2.200.000, các bác lựa con nào cũng được luôn ạ. Rồi, và con B9 là một con máy cưa Tananka 33cc 1.950.000, thương hiệu rất là công chúng rồi. Hầu như lô máy nào cả chúng em cũng có thương hiệu này các bác nhá. Và cuối cùng là một con máy Komatsu Genowatt B10 giá 1.850.000. Con này thì Komatsu Genowatt G300 các bác nhá. Đấy, và tổng cộng lô hôm nay là chúng em gồm có những sản phẩm như thế. Các bác hàng bên trên này là những sản phẩm mà nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác cắt gia đình, hoặc là cắt củi, hoặc là cắt tỉa dọn vườn, nhỏ nhẹ, công suất nhỏ các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 phân là cùng thôi các bác nha. Đấy, 20 đến 25 phân là cùng. Còn các bác nào mà muốn máy mà lớn hơn một tí xíu, mà máy khỏe hơn một tí xíu, mà máy mà chất lượng hơn một tí xíu thì các bác lựa cho em hàng bên dưới. Bên dưới là những sản phẩm nòng đứng, hàng chất lượng hơn, máy móc vòng tua khỏe hơn, nòng đứng các bác nhá. Giá thì nó khoảng tầm từ 2.7 triệu đổ lên. Đấy, còn hàng bên trên thì nó khoảng tầm 2.3 triệu đổ xuống rồi, đến 1 triệu mấy. Để cho em đã cầu căn là hai hàng để cho các bác dễ dàng lựa chọn.
Nên là các bác ưng con nào thì các bác xem hết video rồi các bác đặt hàng các bác nhé. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng. Hàng tới các bác kiểm tra hàng, check hàng thoải mái rồi các bác mới nhận. Chỉ cần thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển giúp em là được. Rồi và cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ cũng như là để giới thiệu chi tiết từng con một cho các bác nghe qua từng máy nhé. Dạ vâng, tay máy đầu tiên trong lô video ngày hôm nay các bác nhé. Một con máy Estin MS170C nhỏ nhẹ nòng 37 ly cho các bác về sử dụng gia đình các bác nhá. Một con máy con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực này. Thương hiệu mang của Đức các bác nhá, hàng là hàng chuẩn bãi Đức đấy ạ. Giá con này là 3.400.000 các bác nhá, 3.400.000. Giá nó là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi. Bộ phụ kiện bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rốp và một tô vít chỉnh để tặng kèm cho các bác. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Con này nói chung là nhỏ nhẹ để cho các bác phục vụ sử dụng gia đình thôi các bác nhá. Chứ con này thì khai thác thì cũng không có được đâu ạ. Lam con này mặt cắt là được dạ 37 phân mặt cắt. 37 phân mặt cắt cho cây lam các bác nhá. Xích là xài xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm máy cưa điện các bác nhá. Đấy, các bác nào mà ở chỗ các bác mà hiếm bán xích ấy, thì các bác cứ ra cái chỗ mấy cái tiệm mà điện máy mà người ta bán cái máy cưa điện ấy, thì người ta sẽ bán xích như thế này các bác nhá. Và con này được tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Một con máy Estin nhỏ nhẹ. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. Đấy, nhỏ nhẹ, con này nói chung là phục vụ nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình thôi. Nòng của nó là 37 ly các bác nhá, thương hiệu Estin. Vâng, và con máy thứ hai, một con máy tình trạng đẹp như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này em nghĩ là nếu mà kiếm một cái thùng khác, thùng mới nguyên zin của nó mà để vào là có thể thành cái máy mới được luôn. Vâng, và hôm nay thì chúng em xin giới thiệu cho các bác con B2, một con máy cưa Echo Curit 325 các bác nhá. Công suất của con này là 34cc, cân nặng đầu máy không là 3.8kg. Đó, 3.8kg, con này thì có tích hợp núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này các bác. Đấy, hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Con này điều đặc biệt này, lam cực kỳ đẹp đúng không ạ? Cây lam của nó này, chữ Echo còn nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhá. Xích thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi. Đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi để cho các bác về sử dụng thuận tiện hơn. Đấy. Một con máy siêu VIP có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nữa luôn nhá các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực đấy ạ. Giá con này là 3.050.000. Giá vẫn đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá. Đấy, một con máy lâu mới có hàng được thôi. Một con máy siêu đẹp, đúng không ạ? Đó, em nghĩ là trong lô mà hôm nay con này là đẹp nhất rồi, đẹp như hoa hậu luôn rồi. Phần mặt cắt cổ cây lam này là gần 40 phân các bác nhá. Gần 40 phân. Đó, nó khoảng tầm 37 phân tiếp ạ. 37 phân. Và theo máy của nó, cây lam này là lam Latin luôn các bác nhá. Đầu là đầu Latin luôn ạ. Đây, các bác nhìn ạ. Đấy, đầu là đầu Latin luôn các bác nhá. Cực kỳ còn đẹp nguyên này. Giá 3.050.000 cho cây máy này. Vâng, rồi các bác nào đam mê thương hiệu Shindaiwa 360 thì hôm nay chúng em giới thiệu cho các bác một con máy cưa Shindaiwa.
Đây, mặt cắt của cây lam con này thì khá là dài đấy ạ. Về cho bác sử dụng chuyên nghiệp được luôn. Khai thác tầm trung quá là ok luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 40 phân. Lam là lam Latin luôn các bác nhá. Lam là lam Latin luôn này. Đấy, các bác nhìn xem phần Latin của nó xem có đẹp không ạ. Chưa hề có mòn một tí gì luôn đúng không ạ. Xích là xài xích mini các bác nhá. Giá con này là 2.700.000. Đây, quay tổng thể cây máy cho các bác xem qua. Đó. Khá là đẹp đúng không? Một cái máy xin tay qua khá là đẹp. Giá con này là 2.700.000. Về con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại thì quá là thoải mái luôn các bác nhá. Dạ vâng, qua tiếp con B4, một con máy cương Shindaiwa 380. Công suất của con này là 38cc các bác nhá. 38cc ạ. Giá con này là 2.750.000 cho các bác về trải nghiệm hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Lam con này mặt cắt của nó vẫn là 40 phân. Lam vẫn đầu Latin cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Xích là xài xích mini thương hiệu Shindaiwa, tiếp của hàng Nhật nội địa. Vòng tua con này thì cũng cực kỳ khỏe luôn, chuyên về sử dụng khai thác tầm trung cho các bác nào mà đam mê về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 phân đổ lại. Đấy. Dạ vâng, một con máy cưa Echo Keurig 3501. Công suất của nó là 35.8cc các bác nhá. Làm tròn là 36cc. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Echo Keurig 2 ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt ạ. Cắt gỗ đường kính cho con này là khoảng tầm 35 phân đổ lại thì con này kéo cực kỳ thoải mái luôn cho các bác nhá. Nòng 40 ly. Nòng 40 ly, công suất của nó là 35cc. Giá 2.900.000. Chụp ra trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Xích là xài xích mini nhỏ gọn, 2.900.000, cả chúng em miễn phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Công suất 36cc các bác nhá.
qua con B6 các bác nhá. Những sản phẩm sau đây là những sản phẩm máy cưa để cho các bác sử dụng gia đình. Một con máy cưa nhỏ nhẹ mang thương hiệu Echocurit 2700. Con này là đời mới các bác nhá, đời mới này. Phần bình xăng của nó thì đây thiết kế lên bên trên này, thì vệ sinh máy cũng như là vệ sinh phần bộ phận chế hòa khí thì cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Và con này hiện tại thì trên thị trường của nó em thì linh kiện bán mới thì nó vẫn còn luôn các bác nhá. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. À, con này thì cực đẹp luôn rồi. 2700 các bác nhá. Nhỏ nhẹ lắm, con này thì em nghĩ là cân nặng khoảng tầm hơn 3 kg thôi, có tích hợp trục giật sẵn, trục giật lớn trợ lực lò xo này. E gió là e gió tự động các bác nhá. Đấy, bóp vào cái kéo e ra, bóp vào tự nảy về. Công tác thì phần dưới này đây. Phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Lam con này mặt cắt là được 30 phân mặt cắt, cắt gỗ đừng cho các bác về cắt gỗ sử dụng đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. B6 giá 2.300.000 các bác nhá. B7 một con máy cưa Makita MEA333 công suất 33cc cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, công tác ở đây. Gạt lên là mở, gạt xuống là tắt các bác nhá. Và phần này là có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Lam con này là mặt cắt là được 35 phân. Dạ đúng rồi, 35 phân mặt cắt. Xích là xài xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá. Dùng chung với máy cưa điện. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên này. Con này thì cực kỳ đẹp. B7 các bác nhá. Ốc làm ốc liếc này. Xuất sắc nguyên. Phần bô cho các bác nhìn phần bô này. Các bác nhìn xem con này có đẹp không ạ? 2.200.000 cho con máy cưa Makita về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến B8. B8 vẫn là một con máy cưa Makita. Hôm nay thì chúng em lên hai con máy, về được hai con máy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Một con máy Makita cũng cực kỳ xuất sắc và cực kỳ chất lượng luôn. Hai con máy đẹp như nhau luôn các bác nhá. Vẫn là tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ này. Đây, phần bô của nó này. Các bác nhìn xem có xuất sắc không ạ? Lam con này mặt cắt vẫn là 35 phân các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Đấy, xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Thắng xích để sử dụng vẫn là đầy đủ nguyên này các bác. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ các bác nhá. Phần công tác là ở dưới này. Yeah.
Dạ vâng, con B9 một con máy cưa Tananka. Đó, thương hiệu là Quốc Dân rồi. Có lẽ là lên lô sóng nào thì cả chúng em thì cũng có thương hiệu này hết đấy. Đấy, một con máy cưa con này thì nó nhỏ nhẹ để cho các bác sử dụng gia đình thôi, và cưa giá rẻ nữa, chỉ 1.950.000. Về cho các bác sử dụng cắt củi, hoặc là về cắt tre, cắt chiếc, hoặc là cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, hoặc là cắt cành đồ linh tinh, mặc chân móc tay đủ lại. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ về. Làm con này mặt cắt là 35 phân nhá. 30 đúng không? Đúng rồi. Mới một đầu được là 10 ngàn là 45 ngàn đúng không? 40 chứ 45 ngàn. 40 chứ. Đưa 10.000 đây. Ở tủ là B9 các bác nhá. B9 giá 1.950.000 các bác nhá. 1.950 Tananka. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Komatsu Genowatt G300 nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình đấy ạ. Một con máy cưa Komatsu thương hiệu Komatsu G300 công suất 30cc các bác nhá. Đấy, máy cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Đấy, con này giá 1.850.000 các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Dạ vâng, và vừa rồi thì cả chúng em đã giật test nổ và giới thiệu tất cả chi tiết những máy rồi. Con nào cắt gỗ đường kính khoảng tầm bao nhiêu và máy lam dài bao nhiêu, xích sử dụng như thế nào thì cả chúng em đã nói rõ rồi các bác nhá. Nên là các bác vui lòng, các bác ưng ý con nào các bác xem kỹ video giúp cả chúng em. Tại vì cả chúng em thì không cần cọc trước, nên là để tránh tình trạng mà khi các bác đặt hàng rồi tới hàng đến nơi mà các bác lại không ưng ý thì nó rất là làm khó chúng em ra. Đấy, nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cả hàng chúng em các bác nhá. Và các bác nào mà chưa biết cách sử dụng chưa biết cách sử dụng của những cái sản phẩm mà cưa máy như thế này, thì khi hàng tới các bác đặt hàng của chúng em này, khi hàng tới các bác kết bạn Zalo và các bác gọi video qua Zalo cho cửa hàng chúng em, thì cửa hàng chúng em sẽ có nhân viên và đội ngũ kỹ thuật sẽ hướng dẫn để sử dụng, hướng dẫn sử dụng cho các bác nhá. Đấy, máy móc sử dụng như thế nào, cách pha nhớt ra làm sao và sử dụng như thế nào thì cả chúng em thì gọi điện qua Zalo thì cả chúng em sẽ giới thiệu chi tiết và cũng như hướng dẫn cho các bác để các bác sử dụng có thể đảm bảo được cây máy nhất. Vâng, và lời nói cuối cùng thì cả chúng em xin kính chúc các bác một ngày tốt lành và tràn đầy bình an, và cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.